cho tôi tìm lại giây phút xưa ngày xưa, thanh thang một trời mơ ước bao ngày thơ, trong khung trời đại học dấu yêu mộng mơ, Đà Lạt sương mờ vẫn còn trong niềm nhớ, bên hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa. Họp bàn khóa 3 sư phạm Đà Lạt 1972-1974 tại Đà Lạt ngày 22 tháng 9 năm 2022. Tổng số giáo sinh đồng khóa là 120 người có mặt tham dự, 38. Nhiều bạn nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo không giữ được vì những lý do bất khả kháng, kể cả những bạn đang ở nước ngoài và chúc buổi họp mặt vui vẻ. Mọi người đều nghĩ đến các bạn vắng mặt có lý do không ai muốn nhất. Nhờ các bạn Tam, B, Cường, Quang Minh, Hoàng Minh, Nam. Đây là buổi họp mặt có tính chất mở, chủ yếu để gặp mặt nhau, trò chuyện, kể lể. Sau gần 50 năm, mỗi người một nơi. Do vậy, nên không có ban tổ chức, không có sân khấu cùng băng rôn, khẩu hiệu. Cuộc gặp gỡ thật nhẹ nhàng, đơn sơ mà ấm áp tinh thần. Những cụ ông, cụ bà chợt thấy mình như trẻ lại thời thanh niên. Tâm trạng của tôi là vui, rất vui, xúc động với tình cảm ấm áp của những người bạn cùng khóa, cùng lớp, giống như các thành viên trong một gia đình lớn. Ngô Đình Miên thay mặt, xin chúc các bạn đồng khóa luôn mạnh giỏi, an lành trong cuộc sống. Chờ ngày họp khóa lần sau, một số hình ảnh tôi có được, xin được gửi lên đây để cùng vui. Bên hiên thả hồn tôi
ơi thiết tha trường xưa, quên sao hàng cây nghiêng liễu giữ tình thơ, như đang đợi chờ ai ghé ngôi trường cũ. Ôi Đà Lạt trong niềm nhớ vô bờ. Đà Lạt ơi chiều xuống bên đồi, mặt mừng hồ xưa nắng lung linh vàng rơi. Có tôi một lần đến đây ngồi để tưởng nhớ trong đời những kỷ niệm vàng son thơ ấu phai. Tôi xa Đà Lạt bao tháng năm đổi thay, nhưng trong hồn này luôn ngất ngây tình say. Quanh đây còn vọng nghe tiếng thông ngàn reo, mơ ngày về trong tình ấm tràn trề. Tình ấm tràn trề.